Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947 640 046. Đi để câu một mao nhìn cái đi chỗ mà. Ăn cho mày. Ăn nhau kiếm. Im mồm. Anh cho em những chân cá thì em câu. Ôi mất rồi. Tôi run với câu chân cá. Ôi mất mồi rồi. Vừa thấy nó ở đây xong vậy. Anh kỵ đá lên. Tao sợ con rắn. Mò đúng con rắn này ăn cứt. Mò được cho em nhé, rắn ấy. Mất rồi chưa? Ừ, mất rồi. Trời. Mất rồi, mất rồi. Bên này có con to lắm này. Ừ. Em lên, em cần lên, cần lên, nhanh lên, nó bò mất mất rồi. Nó đang ăn cái gì ấy? Đấy. Đây, hay là nhảy xuống hồ đi. Anh vồ nó đi. À, thôi vồ nó lại, đấy mất con khác nữa. Đây, đứa cần đấy. Ừ, câu ấy, vồ động đấy, động nước ấy. Đấy, nhảy nó lên, nó cắn rồi. Ui, 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 con này hằng thế. Cắn rồi, cắt. À, mày ạ, ui, tỏ thế. Ui. Chúa, con này con chúa rồi. Nó cắt chặt thế. Nó cứ núi thế này. Giữ cả mồi. Cắt tiết mất mồi luôn nhỉ. Mồi luôn. Ui, sao? Ây à, ây à, ây à. Mày à, bưởi. Ai ui, đây ôi, con nào? Này giống cu núi chứ nhỉ? Cu đá, cu đá. Cu đá. Ui, khé mất chân này. Này, cậu đấy. Ui, nhiều lắm. Thôi thôi. Đây này, khé bên này lại có con nữa này. Từ từ, hết mùi. Đưa đưa bể 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 tao cái chân. Con này bể tao cái chân. Làm mùi á? Ừ. Anh ăn rồi. Đi này, lấy con đi lấy mùi đâu. Nhanh lên cầm lấy để tao bể cái chân. Đùa mày cầm lên hồn này. Lấy chân nó để câu nó. Đi này này. Nhiều lắm. Ui, ui, sang đây mà xem này. Ui, có hai con luôn này. Ui, to thế. Nó đang cắn nhau đấy. Mày nhìn này. Ôi, nó đang để lên nhau à. In. Lên. Hay nhỉ, con này nó ăn thịt sống nhỉ. In, in. Mày cầm ra kiếm cái túi mà nhốt. Ôi em cầm tay. Hai con. Cặp cụt càng luôn này. Quá. Của đá. Của ao này, ao khủ đấy. Cá cũng khủ. Này, hay là ra lấy giọ về này. Giọ đánh á. Ừ. Đấy. Từ từ câu thêm tí nữa đang xuống. Mày cầm được không? Được. Cầm cẩn thận vào, ra kiếm cái túi vào đấy. Lấy cái dây mà buộc. Đấy, bên này, bên này. Anh câu một bãi đá đi cô. Đây, chả bãi đá đây có gì. Toàn bãi đá thôi. Ây, nó bò vào kia. Im im. Cắp à. Mày à bưởi. Ôi sao con này vàng khè đấy. Ui, có mỗi cái chân cua mà nó cặp á không? Ôi, con này vàng.
vàng thì sao? Con này là con trai của Long Vương. Long Long với Mong đấy. Đây. Giống con trai bác. Đây. Hay à? Sao bằng khỉ đây? Khỉ, thịt hết. Sang bên cái lều đây. Đây, sang đi câu đây. Hết rồi. Bên này làm bẫy đá hơn đấy. Ôi, con này nó chuẩn bóng bóng nhau này. Ui, lều ấy. Đây. Chạy. Ôi, có con trong ngay chấp đỏ hạng rồi. Ăn đá rồi. Đây, biết rồi, Đấy. Đây. Từ từ nó ra mất. Ui, chứ được nhiều lắm rồi. Ui, cặp rồi. Sáu con rồi. Mấy con rồi. Ui, nướng đi. Đây. Từ từ. Mẹ nó cặp chặt cái con mảnh đây. Đấy, bọn mình cứ phải nhả nó ra như thế nào. To. Nó cặp em. Anh ơi, nhìn này, nhìn skin của em mới up được rồi. À, con cua cắt cỏ trên bờ. Nó khỏe lắm, càng nó khỏe lắm. Càng nó đi cắt cỏ được nhá. Đấy. Càng nó cắt được hết cỏ luôn. Càng đi. Ây da, cụt luôn. Cụt luôn. Thôi này, cầm lấy để ta đi chặt cái chê nướng. Nướng luôn đây nhỉ. Nướng luôn đây. Xem chỗ nào. À đấy, nướng đây luôn. Để ta đi chặt. Quay chê. Nướng lên nhá. Nhanh rồi đây. Em nướng con cua sữa cầm cái mày lại để ra mất một con ấy. Ừ. Hơ thôi, đừng nướng lửa. Hơ thôi, cho nó có than đi. Cho nó có than. Cô này. To nhỉ. Mày cầm, cầm lấy, để tao câu tiếp. Không được câu. Nhiều lắm. Hơ trên cao này á. Cái gò này phải đặt, này phải có cái mồi tanh ấy. Càng cua này. Anh vừa lấy thịt cá ấy. Không. Hơ hơ đấy thôi. Nó vàng nhộm lên rồi đấy. Bỏng lắm. Ấy, ấy, nhìn như một con già. Thôi anh lấy đi, em câu rồi. Thôi im. Sao cước của em cứ căng căng này? Nó đấy, nó lôi, nó kẹp vào đá là không lôi được lên đâu. Đứt ôi, trước đấy. Ai, mày đẹp bụi. Ôi dồi, cả cái que gì nữa đấy. Ôi, nó cặp cả que. Cặp cả que. Ây da, đưa, xiên nào. Đấy, xiên đi. Ây da, mày bụi. Nhớ ra. Hôm nay mình làm món ốc chổ đây. Hả? Ốc chổ đồ chuối đây. Ôi, gãy búa càng. Chứ đất cho cả càng xuống một câu tiếp này. Ui, cái con cua vàng ngon hơn nhiều. Cua vàng hả? Chị em ăn con đấy. Ui, hết rồi nhá. Chắc còn tuổi. Mày ăn con nào? Em mày cô vàng. Không. Mày nướng con. Không. Không, cái mông ấy. Em nhìn thấy con này chứ. Mày điên là tao câu được cơ mà. Không. Đây. Không. Mày câu được cái xiên đây này, tao vừa xiên. Này, nó tao vừa xiên đây này. Đấy, mày câu được con đấy. Ơi. Mình câu cua chắc không được. Có con nữa. Hả? Nó vào đá rồi, giữ giữ nó ra. Đấy. Đấy, tôi thấy càng rồi. Ra đây. Đớp đi, thính thơm lắm, ngon lắm. Đớp đi. Đớp. Ui, nó lao lại rồi. Cháu lại thu lại luôn. Cái giữ giữ nó. Mày ơi. Ấy giời. Đưa ra cho. Quế thế nhỉ? Dính trưởng của Mao Đệ ngay. Con này không cặp dính luôn này. Nó cặp có tí này. Mày móc hẳn vào càng nó này. Đấy. Bây giờ tắt vào càng nó này. Có cặp không? Có cặp đâu. Ảo nhỉ. Nó cứ
Con này sau thì nướng ở đây. Bác ở đây con nó ăn ở đây. Chiên nào? Chiên. Vừa dính lửa thì cũng nó đi thôi. Em ăn con vàng á, không biết đâu. Mày câu được có hai con, phải thế. Mày em đi lấy củi. Củi đầy đi. Em đi lấy củi, công là con. Công thì mày cũng chỉ được ăn con. Mấy lưu đó, tắm đây. Ai da, tắm đi. Tắm đi. Không, mày đi vào tắm, tao ăn cua xong đã. Uầy, cá nước to nhỉ. Đây, mẹ mất mồi rồi. Không có cầu cá. Ui vàng. Ui vàng thế, chín rồi chín. Chưa. Chưa chín. Ủa nhìn con này có em vàng không? Chín rồi. Chưa mà. Chưa chín rồi. Chưa chín rồi. Cháy rồi thế này. Chưa chín. Cháy rồi thế này. Chưa. Quay ngửa cái đầu này xuống. Sao chín. Đỏ lửa nhanh nhỉ. Mày các bạn mới càng cố ăn nhục chục. Cũng có thịt như kiểu càng kia ấy nhé nhé. Mỗi tôi nhỏ rồi. Ừ, thơm lắm. Hờ, anh lên cơ này ăn đi. Mình ghế Canada. Canada. Đi. Anh còn mấy này. Cái muối. Tuyệt vời. Chuyển ghế, củ, à ghế. Cái cà. Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Ừ, thơm lắm. Anh đi trộn muối đâu rồi? Trộn gì? Bây giờ tao cứ ra đồng là tao đem thêm muối. Ra này hơn là không sợ chết đói. Ngon lắm các bạn. Từ từ nữa. Rồi các bạn. Chắc nhanh nhỉ. Này mà hôm ăn cái con ghẹ sữa ghẹ sùng mình ăn như xít này. Ghẹ này ngon hơn. Nọ anh em mình đi ra gọi là nhà hàng. Úi dù. Nhà hàng bệ một con gà nó chém cho 450. Đấy. Chỗ này mua được bao nhiêu kiếm muối. Úi dà. Gạch rồi này. Tuyệt vời. Hai. Thì nó ít thôi nhưng mà ngon lắm, chắc lắm. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Ừ, cái này mà ăn lẩu anh nhỉ. Chết luôn. Ui, béo lắm. Gạch béo. Ui, thịt chắc thôi rồi. Đây, thịt đấy. Béo. Đây này. Các bạn xem này. Tuyệt vời luôn. Ăn nhanh lên. Ông ấy già hỏng chết. Mình ăn cua mà, mình có ăn cá đâu. À ừ nhỉ. Mình có câu trộm cá. Cua nhà ông ấy có thả đâu nhỉ. Cua tự sống mà. Mình câu đồng, mình ra đây mình ăn. Đúng rồi. Quay. Anh nhìn ngạch. Gạch ngon lắm, béo. Và thịt đó này. Các bạn ơi gạch này. Ngon lắm. Nơi mà mang về mà chiên ra. Chiên chiên béo không bà? Kiểu như gì nhỉ? Kiểu như cua. Cua gì nhỉ? Cua sữa rang. Không, cua rang muối. Ngon. Ăn cái cà một chút. Thơm nhỉ? Hôm nào cũng đi đến này thì sướng anh nhỉ. Ôi thôi. Ôi thôi. Ý ôi trời. Rơi mất cái càng to.
còn mỗi cái càng nhỏ. Đấy, cái con có trứng lại đâu nhỉ? Em cho thả trứng rồi. Rồi, trứng nó. Trứng này cho nó con đẻ chứ. Trứng lại đẻ. Trứng cho nó nữa. Hơi mất công tí nhưng mà thơm, thịt là thơm. Ngậy lắm. Nghe, yeah, ngậy ngon. Không, cái phần này là cứt mà. Cứt cũng ngon. Cứt cũng ngon. Cứt cua, mày thấy ai là cứt cua? Nó để cho người. Nhưng mà chiên lên ăn cả vỏ giòn ngon. Nướng thì cũng giòn mà. Nhưng mà nó không, cái vỏ nó không có vị. Người ta lại còn làm cả con vẽ ra chấm nữa nhỉ. Làm cái là gì? Mà tao cho mình đi ăn nhà. Nhớ nhé. Wow. Anh cần phép rồi. Phép gì? Anh là đấu tiền mà đi. Tao thiếu tiền. Đi đâu? Nhà chẳng có gì ngoài tiền và quyền. Ừ. Tiền. Quyền đi chơi. Làm trả. Tiền làm phủ. Anh có đi làm đâu mà có tiền. Ừ. Tao đi đầy người cho tiền. Điều. Ai cho? Tối mày vác cái bát ra ra đường ấy. Ui, trứng này. Wow. Wow. Nhất của con này. Qua gì? Cá tô. Này, bán thịt của nó này. Chấm muối. Này nó không có cả cục thịt như con cua đấy. À, vứt xuống ao cho cá nó ăn, vứt đấy. Xuống ao ấy. Ngọt lắm. Ăn vỏ cua ấy. Đấy. Cá tôm. Đây là câu cá tiếp đi. Ui, con tôi nổi rồi, nổi rồi. Đánh chi. Đó sang đây là ăn vỏ cua đây. Đây này. Anh ăn chung rồi. Thấy mày đâu? Thấy quả. Thấy. Tao có thấy quả nào đâu. Đây. Nè. Đấy. Úi. Rơi mất. À, đưa quả rồi. Chấm ơi. Chả lắm. Chán ăn người không biết gì nữa. Ngon mà chấm ơi, ngon mà. Chấm xít đi bà. Dạ. Chấm xít đi bà đã. Đó. Không chấm ơi. Cầu tiếp đi tìm chị. Không chấm. Cầu đi nhiều cá lắm. Không cá. Ừ. Ừ, đấy. Clip này anh em mình sẽ phép kết thúc đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nhé. À mà vẫn chưa comment được. Nhớ đăng ký kênh bên cạnh nha. Tại sao là kênh nó đang bị khóa comment, rất nhiều kênh lớn mà nó bị khóa comment. Kênh của mình cũng không phải. Và kênh Tama thì vẫn nhận xét được, kênh của mình không nhận xét được.